Xin chào tất cả quý cô bác anh chị và mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và buổi sáng ngày hôm nay thì ba anh em mình ăn sáng để chuẩn bị đi làm nhé quý cô bác. Và hôm nay thì cũng là ngày chủ nhật nên là trời thời tiết cũng rất là lạnh. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ ăn cơm nhé. À, sáng thì em mình cũng xin mời quý cô bác anh chị và mọi người. Xin chào các bác nha. Buổi sáng thì ăn mì tôm, buổi trưa thì ăn cơm. Thì là nhà em mình cũng không có cái bát nhỏ ấy quý cô bác, nên là phải dùng cái ao này. Đấy, cái của em Dương, cái của em Quý thì cũng như vậy, dùng cái ao này rất là to. Ăn một gói mì thôi mà cái ao rất là to nhá quý cô bác ạ. Mẹ của em mình thì đang bảo là sáng sớm quá chưa muốn ăn ấy, nên là mẹ chưa ăn nhé. Tí mẹ của em mình sẽ ăn xong. Bây giờ mình cơ bác ăn sáng cùng với ba anh em nhé. Thời tiết trên này rất là lạnh rồi, ba anh em vẫn chưa mặc quần áo, vừa mới dậy được một lúc, xong là ăn mì tôm xong là sẽ đi bảo bạn. Đi em Dương lại đi làm chỗ nào, lại đi vào Mỹ Bản. Mỹ Bản em lại đi vào trong phố. Mấy ngày này nhiều việc quá các bác ạ. Hôm nay thì em mình ở nhà để giúp mẹ cắt rau lợn quý các bác ạ. Bây giờ thì em mình cũng đã cắt xong rau lợn rồi và em mình sẽ chuẩn bị để đi về nấu cán lợn cho lợn nữa. Em mình cũng xin cảm ơn đến tất cả quý các bác anh chị và mọi người đã quan tâm và theo dõi cái video này của em mình. Em mình xin trân trọng cảm ơn. Em mình cũng xin phép khép cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bác anh chị trong những cái video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào.